cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha dịp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 143. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị thông báo chương trình Dỗ Cha lần thứ 70. Chương trình văn nghệ kỷ niệm 70 năm Dỗ Cha vào ngày 12 tháng 3 do Trương Bửu Diệp Foundation và Trung tâm Thúy Nga phối hợp thực hiện, được tổ chức rất công phu và nghệ thuật. Đặc biệt là hoạt cảnh về cuộc đời và cái chết của cha Trương Bửu Diệp. Đây là dịp để mọi người biết về tiểu sử cha Trương Bửu Diệp, được trình bày qua hình ảnh sống động. Chương trình có 2 suất, 2 giờ 30 chiều và 7 giờ 30 tối, ngày thứ Bảy 12 tháng 3 năm 2016. Hiện vẫn còn một ít ghế trống. Xin quý vị gọi ngay cho văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608, email info@truongbuudiep.org để giữ chỗ. Tiệc dỗ vào ngày Chủ nhật 13 tháng 3 dành cho tất cả mọi người. Tiệc dỗ kéo dài từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều để mọi người bất kỳ lúc nào rảnh ghé vào ăn dỗ cha Trương Bửu Diệp trong tinh thần tri ân và tưởng nhớ công đức của cha. Từ 7 giờ tối, có văn khấn và văn nghệ dỗ cha do Trương Bửu Diệp Foundation tổ chức. Văn nghệ và tiệc dỗ hoàn toàn miễn phí, vô vị lợi. Trương Bửu Diệp Foundation không gây quỹ, không quyên góp. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự. Để tiếp nối, chúng tôi xin gửi đến quý vị nhân chứng ân lành sau đây. Anh Phạm Văn Công, thành phố Garden Grove, California. Ông bà Thủy Nguyễn và Hùng Phạm, thành phố Anaheim, California. Để mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán thính giả nhân chứng ân lành của anh Phạm Văn Công đang cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California. Cuộc sống người mới sang Mỹ định cư không dễ dàng, càng khó khăn với người khuyết tật như anh. Anh Công đã liên lạc Sở An sinh Xã hội để xin cấp xe điện, làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Nhưng vì không đủ tiêu chuẩn nên anh bị từ chối. Quá buồn và thất vọng, anh đã được người em họ giới thiệu và đưa đến văn phòng cầu nguyện với cha Diệp. Không chỉ xin cho mình, anh Công còn nhớ đến khó khăn của người em dâu và cầu nguyện cho cô. Kết quả rất bất ngờ. Riêng anh tin rằng chỉ có cha Diệp mới có thể làm được. Xin mời quý vị nghe anh Công kể lại câu chuyện ngay sau đây. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Tôi tên là Du Xe Phạm Văn Công và tôi đang sống ở tại số 14321 Pleasant Street, Garden Grove. Thì thông thường một con người ta đó, trong cái một cái cuộc sống tâm linh nó bị một cái sự cố sốc thật nặng, rồi bắt đầu mình xin, mình đang trong cái tuyệt vọng thì mình xin được, thì bắt đầu lúc ấy lòng tin mới vững được. Ví dụ như là mới qua gia đình, mới qua bên Mỹ thì trên ướt trên ráo mới được có 3 tháng, khoảng 3 tháng, thì với một người khuyết tật như tôi như thế này không có phương tiện thì giống như là một cái bị mình coi như là mình vô ích với cuộc sống quá. Cái mới đi xin ở Social Security, người ta mách nước là đi xin một cái chiếc xe để mình có cái cơ hội để mình đi di chuyển, thì là người ta bảo là chẳng được một cái gì cả ngoài cái thẻ Medicare thôi, ngoài ra là không được một cái tiêu chuẩn gì cả. Thế là buồn chán thất vọng, đi xin các chỗ từ thiện khác người ta từ chối. Thì và đến đây đang trong trên đường về thì quá thất vọng, cái tiện thể vào xin với cha là xin cha cho con xui khiến cho chính quyền nó cho con được một cái xe điện
để con đi. Và một cái sự cố thứ hai nữa là xin cho một cô em dâu là đã lập gia đình 7 năm rồi, không có con. Chỉ việc hai việc đó thôi. Thế là sốt sắng và lấy một chai nước thánh của cha và thì sau khi về được một tuần thì tự nhiên ở trên cái sở xã hội người ta mới gửi thư xuống là báo là liên lạc với lại Lumosan đã xin xe. Cái quá mừng vì vì được như vậy. Cái thứ thì mới liên lạc bằng email thôi, ít lúc bắt đầu cũng chưa có điện thoại nữa. Liên lạc bằng email thì bắt đầu người ta mới nói là hẹn ngày, là lúc đấy là mới có được có 3 ngày thôi. Hẹn ngày và để xuống gặp cái nhân viên người ta tư vấn cho vấn đề chiếc xe. Người ta xuống thật. Mình cứ tưởng là chơi, xong thì đinh ninh trong đầu là thôi đây là chắc là cha Kim Vũ Diệp là gửi người xuống rồi. Thì đúng thật, đúng ngày 17 tháng 9 thì là một nhân viên kỹ thuật của Lumosan Insurance xuống và đo cái tay chân rồi đo khám hết này nọ. Rồi họ mới về, họ mới nói bây giờ được công tác với lại do bác sĩ gia đình đi. Thế thì lên mới tôi lên công tác tôi gặp bác sĩ gia đình thì chờ xin chữ ký. Thì bác sĩ gia đình mới nói là cái diện này là hơi khó, nhưng mà đã mấy trường hợp rồi xin không được thì may ra để xem coi như thế nào. Thì cũng nhờ lời cầu bầu của cha thì họ chấp thuận, họ approve. Và vừa rồi á là đúng vào cái ngày cuối năm 2015 là ngày 31 tháng 12 thì họ đem xe, một cái xe power wheelchair đến nhà tặng. Một cái nỗi vui, một niềm vui thứ nhất đó là mình và có phương tiện rồi là tự đi đi học lấy, là tự đi chợ đưa con đi học rất là và một niềm vui thứ hai nữa vỡ hòa trong sự sung sướng và khóc vui mừng khôn tả luôn. Cô em dâu đã bị trước đây là 2 lần bác sĩ can thiệp. Lần thứ nhất tốn rất là nhiều tiền. Rồi lần thứ nhất bác sĩ cũng thông báo là khó có hy vọng lắm, chỉ 5%. Lần thứ hai là bác sĩ trả lời thẳng thắn luôn. Thôi, cái niềm hy vọng có con của cô coi như là chấm dứt. Cô ta buồn quá thì cô ta là bổn đạo mới. Cái xong rồi cũng an ủi cô ta. Nói thôi để anh cầu nguyện giúp cho, anh gửi về xin các nhóm cộng đoàn bên Việt Nam trước đây anh đã sinh hoạt đó. Là hội đoàn Đa Minh và hội Mình Máu Thánh Chúa Kitô cho thánh thể, và anh cũng lần chủ cầu nguyện cho em qua cái chương trình tuần chủ nhật thánh cả Giuse để làm suốt 2-3 chu kỳ xem thế nào. Rồi đây là cũng tiện thể gửi cho thím nó một cái chai nước thánh, anh xin được có một chai thôi anh nhìn cho thím, hai cứ uống đi rồi với lòng tin là một bổn đạo mới thì em sẽ được. Coi như là đối với Chúa mọi sự đều là có thể, và qua lời cầu bầu của cha Kim Vũ Diệp thì vừa qua cô ạ, với em dâu là thông báo, nói em thông báo cho anh là người đầu tiên là em đã có tin vui rồi. Này, đó, đây là hôm nay cô đến tôi chia sẻ với lại một cái chương trình của bên truyền hình cha Francisco Kim Vũ Diệp, là một lần này là tôi xin được một lúc là được 2 ơn. Thứ nhất là được cái xe, và thứ hai là cô em dâu là đã có con. Cái này thì với một cái sự lơ mơ thì may thì cha lại cho thật. Thì bắt đầu từ cái lơ mơ mà gặp ngay sự khốn khó thật sự luôn, thì cha cho mình thì cái đấy nó mới quý. Còn những cái gì mà mình đã có sẵn rồi cho thêm thì nó lại không quý. Thì thông thường á là đọc về những cái trang mạng của giáo hội á, thì xin với những bậc mà sắp sửa được phong á thánh hay là phong thánh thì là nhanh lắm. Và nay chắc cha Kim Vũ Diệp thì tôi tin là sắp sửa được cũng được phong hiển thánh bây giờ đó.
thì mình cũng biết là cha, cái sức cầu bầu của cha rất là mạnh. Tại vì thì tôi tự khuyên những anh chị em nào mà có một cái lòng tin thật sự á thì là sẽ được. Lòng con thương thương, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng, Cha Phanxicô, Cha Phanxicô, Cha Phanxicô. Ông bà Thủy Nguyễn và Hùng Phạm hiện đang sinh sống tại thành phố Anaheim, California. Cách đây một năm, ông bị bệnh viêm gan, bệnh rất nặng nên bác sĩ đã từ chối chữa trị cho ông. Trừ khi có một lá gan khác để thay thế, gia đình ông rất bối rối. Khi đó, vợ ông vội tìm đến nhà thăm viếng và cầu nguyện với cha để cầu xin cha cứu mạng cho chồng bà. Buổi trưa, bà cầu nguyện với cha, thì ngay chiều hôm đó bác sĩ thông báo đã có gan để thay cho ông. Hôm nay sức khỏe của ông đã khá lên, nên ông bà đến để cảm tạ cha và chia sẻ câu chuyện ơn lành mà ông đã nhận được qua lời chuyển cầu linh thiêng của cha Diệp. Tôi tên là Thủy Nguyễn và chồng tôi là Hùng Phạm. Chúng tôi sống ở một cái tại thành phố Anaheim, California. Thì cách đây một năm thì chồng tôi bị khám phá là bị viêm gan. Mà đi bệnh viện thì bác sĩ nói là coi như là fail rồi. Không, nếu mà những cái ngày mà đó là phải lọc máu, tại vì cái máu mà nó xấu á thì nó phá hại cả cái hệ thần kinh và cái não, mà khi mà phá tới cái não thì coi như là coi như chết luôn đó. Thành ra mấy ngày đó gia đình rất là bối rối, thì chúng tôi mới tới cầu xin cha. Thì cha cho cái lá gan đầu tiên á là không có vừa, không có phù hợp. Mới là sau một tuần tôi chạy tới, tôi xin cha cứu mạng, cha ơi cứu mạng chồng con, xin cha cho một cái lá gan phù hợp để có thể thay cho kịp thời, chứ nếu mà kéo dài lâu quá thì chồng con sẽ chết. Thì tôi tới đây tôi cầu nguyện tại cái trung tâm này là lúc 11 giờ trưa, thì 6 giờ chiều bệnh viện họ gọi lại, họ nói đã có gan rồi. Thì tôi nghĩ là đó là ơn cha ban, tại vì không có thể nào mà nhanh như vậy được hết cơ. Kiếm một lá gan đâu phải chuyện dễ, mà trong mấy tiếng đồng hồ mà cha cho. Rồi là sau đó là ca mổ xảy ra rất là thuận lợi, an toàn. Ông được thay gan ngày 17 tháng 9, 2014. Thì lúc mà mới thay xong thì còn xanh xao lắm, mất sụt hết cũng phải hơn 20 bao. Còn ống nhôm nhất là xanh lắm. Thành ra là tôi vẫn tiếp tục tới đây cầu xin cha cho ảnh là ổn định lại, với là cho ảnh được sống còn. Thì cho tới ngày hôm nay thì tới tạm gọi là ảnh cũng lên được mười mấy bao rồi. Thì là tới để nói lên một tiếng nói là vinh danh cha và cảm ơn cha, để cho mọi người biết là cha sẵn sàng ban ơn cho bất cứ một ai tin tưởng, không kể là giàu nghèo, lương hay giáo, cha sẵn sàng cha giúp đỡ như một người cha của chúng ta ở trên trời vậy đó. Có chuyện gì mà trong gia đình, dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cầu với cha thì đều được hết. Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày tôi đều cầu xin cha đều được hết. Nhưng mà cái chuyện mà lớn lao nhất là cái chuyện thay gan, nó thành ra tôi muốn tuyên dương cha trước mặt mọi người để cho ai cũng biết rằng là cha là một vị thánh của chúng ta. Bệnh viện họ nói rằng là cái chuyện mà xin một cái lá gan á để thay á là nó thường á là một tuần, 10 ngày, nhưng mà nếu khó khăn thì có thể phải là cả tháng hoặc là hơn. Tại vì để mà kiếm một cái lá gan phù hợp thì rất là khó khăn. Thì nếu nếu mà không có gan mà thay liền á là không biết nó sẽ ra làm sao. Tại vì lúc đó cái tay ổng là bắt đầu run rồi. Cái tay run rồi. Bác sĩ họ check rằng là anh ở đâu, anh tên gì, tổng thống của nước Mỹ hiện nay tên là gì, để họ kiểm soát coi cái trí của anh còn minh mẫn không. Nếu mà khi mà nó tác hại tới cái não thì coi như xong luôn rồi, cho dù có gan cũng không có làm gì được hết. Người nó run rẩy mà nó khó chịu. Nó không biết gì nữa.
Dạ cũng tỉnh thoảng quá tỉnh, nhưng mà lúc mà nhập viện nó sơ cứu và đến lúc mà ấy là tôi không ăn uống gì được. Bác sĩ mỗi lần khám như biểu như tôi là tai nghề nghiệp là luôn là những ngày mà tôi nó làm phá này là tôi nó phá và luôn cả thận. Và lúc đó tôi nằm mà là lọc máu để cứu bạn. Tuy là nó cũng còn có những di chứng, những cái phản ứng phụ á, thì mình uống thuốc cũng nhiều á, một ngày uống gần 20 viên thuốc đủ lại một tính mạng không. Hồi nãy bà xã tôi nói ấy, lúc mà tôi mổ là tôi sụt mất là 35 pound. Ấn nhân là bây giờ tôi mập lại rồi. Nhờ bà xã bà tẩm bổ với lại chúng ta nhìn nhờ công việc nên ra đến nào từ tôi cũng đọc chung công việc cảm tạ cha. Chúng tôi được rất là nhiều ơn cha. Trước đây cái ngay căn nhà tôi đang ở tôi cũng cầu cha. Tôi cầu cũng lâu lắm, cả hơn năm trời á. Mà ông xã tôi cũng cứ giận nói em phải get like, đừng có nôn. Mà trong lúc đó là nhà lên mà nhiều khi người ta cứ pay off là một nè. Rồi tiền mặt 100% nè. Rồi trong lúc mình đâu có điều kiện đâu. Thành thử ra là, nhưng mà thực ra cái nhà đó là rõ ràng là cha cho. Có xin. Xin mà cứ như là tối nào đọc kinh rồi cầu nguyện nói chuyện với cha giống như cha con trong nhà vậy đó. Không, đối với gia đình chúng tôi giống như là cha của mình vậy đó. Thành ra cứ nói chuyện với cha. Hoặc là xin cha một cái chuyện nhỏ, nói cha ơi vậy, cha cho con như vậy vậy đi. Mà nhiều khi cái ơn nó tới mà mình nghĩ trời sao cha cho kỳ vậy. Nhưng mà thực ra là nó quốc. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xin với cha hết. Thưa với cha, xin chuyện với cha giống như là mình là cha trong nhà gia đình vậy đó. Tôi thấy tôi đọc những cái tin lành ơn lành chẳng hạn, những là tôi thấy rất là nhiều người được ơn, mà hầu như là do cái sự tin tưởng tuyệt đối của mình đối với cha thôi. Nhiều người nói hỏi tôi là tại sao mà mình tin thờ Thiên Chúa mà mình lại coi cha như Chúa, nhưng không phải. Cha là một cái vị thánh mà được Chúa trao nguyên cả một cái kho tàng ơn báu để mà cha là cái người phân phát, thì cái ơn lành đó cũng từ Chúa mà ra thôi. Thật ra mình tin vào Chúa, mình tin vào cha. Tuyệt đối 100%, không có nghi ngại cái gì hết, là cha cho. Ông tôi rất là cảm ơn cái trung tâm này đã có một nơi để cho mọi người tới thăm viếng cầu nguyện và chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn với cha. Và cũng cầu mong rằng là tòa thánh sẽ sớm xét duyệt để phong thánh cho cha, một vị thánh mà rất là vĩ đại của dân tộc Việt Nam mình. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Trương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang gần đến. Tiếp sau đây là phần thông báo. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, số điện thoại 714-537-8159, 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2016, tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Trương Bửu Diệp. Xin kính mời quý vị tham dự. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.truongbuudiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Francisco Trương Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV lúc 9 giờ 15 sáng mỗi thứ Năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Bản tin ơn lành
nhằm giới thiệu những ơn lành mới nhất và cung cấp các thông tin cần thiết cho mọi người. Chương Bùi Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Chương Bùi Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn 714-537-8159 hoặc email trang@chuongbuodiep.org. Website Chương Bửu Diệp Foundation tiếng Anh. Website chuongbuodiep.org đã có phiên bản tiếng Anh. Quý khách có thể truy cập vào website chuongbuodiep.org rồi click vào English để đọc các câu chuyện ơn lành và thông tin cần thiết bằng tiếng Anh qua các bản tin The Grace phát hành mỗi tháng. Thẻ thăm viếng cha Diệp. Chương Bửu Diệp Foundation vẫn tiếp tục làm thẻ thăm viếng cha Diệp miễn phí cho mọi người. Quý vị nào muốn làm thẻ xin liên lạc với thiện nguyện viên trực để điền phiếu. Thẻ sẽ được gửi đến tận nhà cho quý vị. Người ở xa làm thẻ có thể liên lạc qua phone hoặc email để được hướng dẫn. Để giúp Chương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Chương Bửu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Chương Bửu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Market Place tại góc đường Mapharden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại quầy thu ngân. 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp. Cách thứ tư, mua các sản phẩm dưỡng da của công ty Nu Skin, xin gọi 1-800-487-1000 và dùng ID số USW858870707 trước khi mua hàng. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp tập 143 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Chương Bửu Diệp, lạy Cha Chương Bửu Diệp.